Quý tín chủ tuổi kỷ mùi thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 trong tháng 2 âm lịch nhuần năm quý mão 2023 để giúp cho quý vị đốn lành, lánh giữ, có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, tháng nhuận, người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi kỷ mùi hiệu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý tín chủ tuổi kỷ mùi cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngày sau đây nhé. Tổng quan tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, thuộc mệnh Hỏa, Thiên Thượng Hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, đắc tài phú quý, bỗng đổi đời, giàu sang từ nay đến hết tháng 2 nhuận tiền vàng chất cao như núi. Những người tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Thiên Thượng Hỏa họ có những tính cách nổi bật riêng và mang trên mình đức quang huy sáng lạn nên họ là những người sống thẳng tính cay thẳng nóng tính két sự mờ ám khuất tất nhưng họ cũng rất độ lượng hào phóng với bạn bè xung quanh họ cũng là những người rất trọng uy tín đã nói là sẽ làm họ sẵn sàng giúp đỡ nếu như được nhờ và giúp đỡ một cách vô tư không hề toan tính lợi ích không hề tư lợi cá nhân cũng giống như ánh mặt trời chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại nên họ luôn giúp đỡ phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời cho cộng đồng xã hội theo ngũ hành thì kỳ thuộc hành thổ, hành thổ sẽ giúp cho người tuổi Mùi trở nên thực tế hơn, củng cố vững vàng trong tính cách của họ. Chính vì vậy mà người tuổi kỳ Mùi thường là kiểu người biết nghe lời và còn rất đáng tin cậy, do đó họ luôn biết cách lập sẵn kế hoạch từ trước và đề ra một kỷ luật nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện. Trong công việc hay trong cuộc sống, những ưu điểm chúng ta thường thấy ở những người sinh năm 1979, đó là sự lạc quan, độc lập thận trọng tuy nhiên đôi khi họ lại không có niềm tin vào bản thân mình chính vì thế mà khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống họ luôn cảm thấy hoang mang lo sợ kỷ mùi cũng giống như những các tuổi mùi khác họ luôn yêu thích cuộc sống vật chất tuy nhiên họ không hề phụ thuộc vào người khác họ có thể tự bản thân mình đáp ứng được nhu cầu sống của chính mình đối với những người tuổi kỷ mùi gia đình chính là tài sản quý giá nhất họ luôn cố gắng làm mọi việc luôn chăm chỉ vì những người yêu thương của mình Người tuổi Kỳ Mùi có cuộc đời không mấy tốt đẹp con đường công danh, sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, vận tài lộc cũng không gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, nếu biết kiên trì theo đuổi tới cùng, vượt qua được mọi khó khăn, thử thách thì cuộc đời cũng như công danh sẽ tốt đẹp hơn, về sau hậu vận sẽ được yên vui, đủ đầy. Sau đây là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 tháng này có nguyệt lệnh ất mão quý nhân trợ giúp công việc xuân sẻ người tuổi kỳ mùi bước sang tháng mới được cục diện ngủ hành tam hợp hợi mão mùi trợ mệnh nên vận trình đại cát đại lợi làm gì cũng thông thuận xuân sẻ trong tháng có quý nhân xuất hiện mang tới cho bản mệnh những sự trợ giúp kịp thời những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp công việc có nhiều biến chuyển tích cực dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt các hạng mục đều diễn ra đúng với kế hoạch thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn tuy nhiên nguyên lệnh lâm mộ khiến tâm tính của người tuổi kỳ mùi dễ thay đổi bạn cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu đừng có đứng núi này trông núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kèo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có trong tháng có vận khí cắt lành theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc có nhiều khởi sắc những người tuổi kỳ mùi làm công ăn lương công chức viên chức nhân viên công nhân vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn còn đối với những người kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do công việc thuận lợi, trôi chảy nên thu nhập tăng lên đáng kể. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức thậm chí có người được cắt tinh trợ mệnh, có nhiều cơ hội trúng số đổi đời. Về tình cảm, đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Kỷ Mùi, điều này có lợi nhất với những người độc thân, bản mệnh mở rộng mối quan hệ được mai mối, được giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Những người có đôi có cặp cẩn thận đào hoa quá vượng thành đào hoa dữ, dễ có cảm giác gặp rắc rối khi tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình tan rã. Về sức khỏe của tuổi kỳ mùi, trong tháng 2 nhuận này khá ổn định, bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cẩn trọng, bạch hổ hung tinh cây điểm sát thương tai nạn bất ngờ, xuất hành đi xa nên cẩn thận để đảm bảo bản thân luôn được an toàn. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, về vận trình sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi, trong tháng 2 nhuận năm Quý Mão 2023, nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp Hợi Mão Mùi, giúp cho công việc của người tuổi này đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Tháng này, người tuổi Kỷ Mùi có quý nhân xuất hiện, lúc khó khăn đều nhận được những hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn thương độc mã các hạng mục công việc, hay đầu tư, đều diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn, tinh thần hăng hái, giúp mệnh chủ đang đạt được những hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên trong vận trình vẫn có không ít những khó khăn, thách thức, nhưng mệnh chủ vẫn có thể vượt qua, nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng, để bạn đảm nhiệm trọng trách các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác, làm ăn thêm thuận lợi, bạn cũng mạnh dạn, chủ động hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Đối với những người tuổi kỳ mùi, đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư nào đó, thì tháng 2 nhuận này, cũng là thời điểm lý tưởng để triển khai. Vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình làm có vấp phải khó khăn cũng là thường tình không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu người tuổi kỳ mùi cần hết sức kiên nhẫn đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tình của bạn dễ thay đổi cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu đừng đứng núi này trông núi nọ hay là ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn của mình đang có bản mệnh tuổi kỳ mùi là người có năng lực chỉ thiếu một chút nhẫn nại nữa thôi ngoài ra trong làm ăn người tuổi kỳ mùi cũng cần chú ý lựa chọn những người hợp tuổi với mình để đạt được hiệu quả cao trong công việc tuổi hợp với kỷ mùi nên kết hợp làm ăn với những tuổi sau, đó là quý hợi, canh thân, giáp tý, vì những tuổi này sẽ giúp cho bạn và phù trợ được về sự nghiệp làm ăn. Nếu không hợp tác với những tuổi này thì sự nghiệp sẽ khó bề thăng tiến, phát triển thuận lợi được. Một điểm đáng chú ý nữa là, để tuổi kỷ mùi tháng 2 nhuận này, để được thuận lợi, như ý, đại cắt, hanh thông, thì đại nhật như lai là bản mệnh Phật thủ hộ thân của người tuổi kỷ mùi. Vị Phật này sẽ ban cho kỳ mùi tính cách hiền lành, có tấm lòng nhân ái, bình thản trong cuộc sống, biết hài lòng với những gì mình đang có. Người tuổi Kỳ Mùi nên đeo bản mệnh Ngọc Đại Nhật Như Lai like, tượng trưng cho quang minh, ánh sáng của chân lý, dung hợp được tính nết của người tuổi Kỳ Mùi. Giúp mệnh chủ giảm thiểu tâm tính tiêu cực, xua tan vận xui đeo bám, hạ thấp tính cố chấp tăng cường năng lượng phán đoán, sáng suốt trong các quyết định lớn lao, giúp cho bạn may mắn, tốt lành, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc. Đại Nhật Như Lai, like, hướng con người đến điều thiện, đeo bên mình hình Đại Nhật Như Lai, like, để nhắc nhở bản thân, đoạn trừ cái ác, mọi tai ương đều được hóa giải, tránh được thị phi, không làm điều ác, tâm tính hiền lương, may mắn cắt tường, sự nghiệp thăng hoa. Về phương diện tài lộc. Xem tử vi cho tuổi kỷ mùi, trong tháng 2 nhuận, năm quý mão 2023 cho thấy. Vận trình tài lộc của người tuổi kỷ mùi có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Tháng này, người tuổi Kỷ Mùi có vận quý nhân phù trợ, sự cần mẫn, chậm mà chắc của Mùi, nếu kết hợp được với sự thông minh, nhanh nhẹn của tuổi Mão, sẽ giúp thúc công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Người tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Hợi, bất kể là trong kinh doanh, làm ăn hay trong hôn nhân, gia đình, theo đó quý nhân phù trợ của tuổi Kỷ Mùi chính là tuổi Mão, tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Ngoài ra, cục diện mão mùi bán hợp thái tuế, sẽ giúp tài vận của người tuổi kỷ mùi, có chuyển biến tích cực khi tiến sang tháng 2 âm này, và có được những bước tiến đột phá theo đà công việc tăng tiến, nên tài lộc cũng khởi sắc hơn nhiều. Chính tài tăng nhẹ, với những người tuổi kỷ mùi làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, công nhân vẫn có thu hoạch ổn định, nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương cho xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại trong tháng thứ tài có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể, khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát. Bản mệnh tuổi kỳ mùi chấp nhận đánh đổi, để chinh phục mục doanh thu lớn hơn. Với những người tuổi kỳ mùi nào đang có ý định khởi nghiệp, kinh doanh, buôn bán, hay đầu tư, thì có thể bắt đầu vào tháng này, vì tháng có các khí vượng, khá là phù hợp, có điều may mắn đến cũng có thể đi bất cứ lúc nào, quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, người tuổi kỷ mùi cũng nhận được khoản tiền bất ngờ có thể là được ai đó trả nợ, hoặc là được hưởng hoa hồng, lợi tức, thậm chí có người được cắt tinh trợ mệnh, có nhiều cơ hội trúng số đổi đời, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng trong tháng 2 này. Tuy nhiên, người tuổi kỷ mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn, nếu như bạn chủ quan trong các giao dịch tiền bạc rất dễ bị sai sót, nhầm lẫn, dấp đến hao hụt về tiền bạc. Vấn đề vay mượn tiền bạc của tuổi Kỳ Mùi cũng cần phải đề cao cảnh giác, đừng bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật nhé. Hướng tốt khi xuất hành và ngày tốt xấu trong tháng như sau. Hướng tốt là hướng Tây Bắc, hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày cát trong tháng là ngày 21 tháng 2 và 25 tháng 2 âm lịch nhuận. Ngày hung trong tháng là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 âm lịch nhuận. Về phương diện tình cảm, gia đạo Bước sang tháng 2 nhuận, năm quý mão 2023 cho thấy, các mối quan hệ của tuổi kỷ mùi có được sự hài hòa, tốt đẹp, nhân duyên như ý. Đối với người độc thân, có một tháng đào hoa nở rộ, bạn nên mở rộng mối quan hệ được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới cửa. Đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Nếu như thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao, có thể hạ thấp một chút, cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu bên cạnh đó nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không còn phụ thuộc phần nhiều vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn khi trái tim đã rung động thì hãy mạnh dạn bày tỏ chân tình do dự quá lâu cơ hội có sẽ vụt mất trái người với người độc thân thì các cặp đôi hay là vợ chồng của kỳ mùi lại dễ gặp rắc rối do đào hoa quá vượng tính chất công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc với người khác giới đôi khi không tránh khỏi những buổi xã giao gặp gỡ trong trường hợp này, nếu như không có cách ứng xử hợp lý, hiểu lầm rất dễ xảy ra, thậm chí, còn khiến tình cảm gia đình dạn nứt. Lời khuyên cho tuổi kỳ mùi là làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình nhất là nam bệnh, để bảo vệ gia đình và hạnh phúc mà mình đang có nhé. Về phương diện sức khỏe. Tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, tháng 2 nhuận âm lịch, tháng ất mão, năm quý mão sức khỏe của người tuổi kỳ mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ. Không nên cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm, ăn uống thất thường nhé. Trong tháng cũng có bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh, hung tinh này có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ nhắc nhở bản mệnh tuổi kỷ mùi đi đứng nên cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, cẩn thận khi vận hành máy móc nguy hiểm, hay sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà, hay là lao động chân tay. Phật dạy rằng, có sức khỏe là giàu có nhất, bình thản là an vui ở đời, chẳng cần gì nhiều hơn, chớ tham sân si mà tự đẩy mình vào địa ngục. Ngay cả Đức Phật cũng phải trải qua vòng tròn sinh lão bệnh tử ở đời, sức khỏe không phải là thứ ông trời có thể cho mãi được, mà mỗi bản thân chúng ta cần phải cố gắng để giữ gìn, rèn luyện, để nâng cao sức khỏe. Và bây giờ là luận giải tử vi chi tiết theo 10 ngày trong tháng 2 nhuận âm lịch và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979. Đầu tiên là luận giải tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Xem tử vi đầu tháng 2 nhuận cho thấy người tuổi Kỳ Mùi đang gặp khá nhiều may mắn điều đầu tiên cần nhắc đến, là những tin vui về chuyện tình cảm, các cặp đôi có thể sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi cả về chất và lượng của mối quan hệ trong thời gian tới, theo hướng tích cực. Đối với những người độc thân, hoàn toàn có thể hy vọng về cơ hội tìm thấy người yêu cho mình, sao thái âm cát tinh trợ vận, nữ mệnh tuổi kỷ mùi trong thời gian này sẽ có cơ may đào hoa vượng hơn hẳn so với nam mệnh. Về tài lộc, đầu tháng cũng khá vượng, khi được thực thần nâng đỡ, con giáp này làm đâu thắng đó, việc kinh doanh được tốt, chẳng phải bàn. Tuy nhiên, mệnh chủ cần phải lưu ý thêm các khoản chi tiêu trong thời điểm đầu tháng này, hạn chế mua sắm hoang phí, kẻo tán tài hao lộc. Đầu tháng công việc gặp phải một số vấn đề, nhất là khi thương quan khiến cho con giáp này mất kiểm soát về cảm xúc, thiếu cẩn trọng khi làm việc, lơ là thiếu tập trung. Tuổi Kỳ Mùi có thể sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Do đó, người tuổi Kỳ Mùi cần phải hết sức tỉnh táo. Quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tuất, tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu vàng. Con số phát tài là số 96, số 88 và số 21. Luận giải tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023. Xem tử vi cho thấy, người tuổi kỷ mùi, 10 ngày giữa tháng 2 này, cát vận vượng hơn, vận trình có phần tươi sáng hơn mong đợi, công việc đang trên đà tiến triển tốt, chính ấn giúp cho mệnh chủ hoàn thành được mục tiêu đề ra của mình, đồng thời từ đó có được cơ hội để thăng tiến cao hơn với những người tuổi kỷ mùi, theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì trong khoảng thời gian này, dù có khó khăn, vất vả một chút, nhưng kết quả thu được cũng giúp bạn cảm thấy an tâm hơn. Đối với những người làm công ăn lương, thì vẫn có thu nhập chính để trông chờ, chính tài sẽ giúp cho mệnh chủ an tâm hơn về tài chính của mình. Riêng về đường tình cảm, con giáp này không gặp nhiều may mắn cho lắm, người độc thân cảm thấy lạc lõng, khi xung quanh mình là các cặp đôi đang bày tỏ tình yêu, bản mệnh cũng muốn hòa chung vào yêu thương nhưng không vượt được rào cản của mình. Thái Dương tinh xuất hiện, nam mệnh nếu như chủ động hơn trong chuyện tình cảm thì có thể bày tỏa được tình cảm chân thành của mình, bạn có thể tìm kiếm những chủ đề chung trong cuộc nói chuyện, để cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Quý nhân phù trợ là tuổi ngọ, tuổi tuất. Tiểu nhân nên tránh là tuổi thìn và tuổi tỵ. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Con số phát tài là số 38, số 46 và số 52. Lần giải tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 đến hết tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023. Xem tử vi tháng mới của người tuổi kỷ mùi, vận trình cho những ngày cuối tháng 2 nhuận này khá sáng, khi mà điểm báo cát lành rực rỡ che lấp đi sự tăm tối mà hung vận đem lại. Tài lộc tăng tiến không ngừng, con giáp này gặp nhiều may mắn cho những chuyện liên quan đến tiền bạc có được nguồn thu nhập chẳng những ổn thỏa, mà còn có nhiều không gian để phát triển trong tương lai. Đặc biệt trong thời gian này, những người tuổi kỳ mùi làm kinh doanh, làm nghề tự do sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả. Trong chuyện làm ăn, buôn bán, hàng hóa được nhiều người ưa chuộng, lợi nhuận càng ngày càng lớn, danh tiếng của bản mệnh cũng càng ngày càng bay xa, người này giới thiệu cho người kia. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, việc kiếm tiền của bạn dễ dàng, chỉ cần chủ động đầu tư, biết nắm bắt cơ hội, đưa tay ra là có được tiền về. Về đường tình cảm, mọi chuyện đang diễn tiến vô cùng thuận lợi, khi mà đôi lứa tâm đầu ý hợp bên nhau không rời, có thể trong thời gian sắp tới, người tuổi kỷ mùi sẽ đón tin vui về tình duyên, mối quan hệ thăng cấp. Điểm báo hôn nhân, con cái nhiều chuyện hỷ bất ngờ diễn ra, tiến rất nhanh, trong lòng hạnh phúc dù có vất vả cũng chẳng hề chi. Quý nhân phù trợ là tuổi tỵ, tuổi hợi. Tiểu nhân cần tránh là tuổi sửu và tuổi ngọ. Màu sắc may mắn là màu xám, màu cam. Con số phát tài là số 18, số 63 và số 24. Vâng, quý vị thân mến. Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023, cho người tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý vị tuổi kỷ mùi, sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị, đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.